Thanh Hoa xin kính chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với chuyên mục văn hóa của DKN TV. Thưa các bạn, hôm nay chúng ta sẽ cùng chia sẻ câu chuyện Khí chất là danh thiếp tốt nhất một đời của bạn. Tướng do tâm sinh, một người có khí chất thanh nhã thì mọi lời nói, thái độ và cử chỉ đều sẽ đóng lên một nhãn hiệu mới mẻ và thoát tục. Nó có sức hấp dẫn hơn hết thảy những nhãn hiệu thời trang đắt tiền thời thượng khác. Thứ nhất, khí chất là danh thiếp tốt nhất một đời của bạn. Mọi người nếu có khí chất so với những người khác khoác trên thân những món hàng hiệu càng được người ta khẳng định hơn. Muốn có được khí chất, thậm chí bạn không cần phải tiêu tốn một đồng. Chỉ cần chú ý đến tính khí của mình, đoan chính, phẩm hạnh nhân cách của mình, tịnh hóa tư tưởng tâm hồn, làm phong phú nội tâm. Làm được vậy thì vô hình chung, lời nói, thái độ và cử chỉ của bạn đều sẽ đóng lên một nhãn hiệu mới mẻ và thoát tục. Thứ hai, chớ nên quá để tâm đến những người xung quanh, cũng không nên để tâm đến chuyện của người khác. Trên đời này sẽ luôn có những người khiến bạn đau lòng, ganh tị, thậm chí khiến bạn cắn răng nghiến lợi. Đây vốn không phải người ta xấu tệ như thế nào, mà là bởi bạn quá để tâm đến những điều này. Vậy nên, nếu muốn trong tâm được thanh thản, trước hết là không để tâm đến chúng. Khi bạn không còn để tâm đến chúng nữa, thì những việc đó cũng không cách nào tổn thương bạn nữa. Ví như bạn không quan tâm đến người ta, thì người ta cũng không thể khiến bạn tức giận được. Khi đã để tâm, cũng chính là bạn đã thua cuộc rồi. Người mà cái gì cũng không để trong tâm mới thật là vô địch. Thứ ba, người mà sống hồ đồ một chút dễ dàng có được hạnh phúc hơn. Người mà sống quá sáng suốt thì thường rất dễ phiền não. Đây là bởi người sáng suốt thường hay nhìn nhận mọi việc quá dễ dàng. Một khi so đo, trong cuộc sống đâu đâu cũng chứa đầy phiền não. Còn những người hồ đồ thường ít so đo hơn. Tuy sống có chút đơn giản, nhưng lại bởi vậy mà tìm kiếm được niềm vui lớn trong đời người. Thứ tư, muốn thành tài xuất chúng, trước tiên phải có khí phách lớn. Người có khí phách lớn, lời nói không kinh hãi, không sợ sệt, tính cách không kiêu ngạo, không nóng vội, khí thế không phô trương, không khoanh hoang. Khi tĩnh lặng thì nho nhã, khi hành động thì thong dong, hành vi phóng khoáng thoát tục. Người có phong thái lớn có thể an tâm làm tốt vai trò của mình, nghiêm túc làm tốt các việc trong khả năng của mình. Họ sẽ không vì danh lợi mà tranh mà đấu, không vì tiền bạc mà buồn bực dầu dĩ. Người có phong thái lớn có thể khiến cho thế giới của mình rộng mở mênh mông. Dù cho thất ý nhất thời, sau cùng cũng sẽ gặt hái được thành công, dù có thể là thành công đó đến hơi muộn màng. Thứ năm, con đường dù có dài hơn, chỉ cần không ngừng cất bước đều có thể đi đến cuối chặng đường. Trái lại, con đường dù có ngắn hơn, nếu hai chân đứng lì một chỗ, không chịu cất bước thì cũng không cách nào đến nơi được. Đừng để cho quá nhiều những thứ của ngày hôm qua chiếm dụng ngày hôm nay của bạn. Đi lại con đường mà người ta đã đi qua là bởi xem thường đôi chân của mình. Tham lam là bần cùng của chân thật nhất. Thỏa mãn là tài sản chân thật nhất. Người đã từng trải qua giá rét khắc nghiệt mới biết được ấm áp của ánh mặt trời. Người mà chịu đủ mọi vất vả khó khăn của đời người thì mới hiểu được điều đáng quý của sinh mệnh. Thứ sáu, hãy buông bỏ tính sốc nổi của bạn. Buông bỏ tính sốc nổi của bạn, buông xuống bản tính lười biếng của bạn, buông xuống nhiệt huyết sôi động nhất thời của bạn, thanh tẩy đầu óc không chịu nổi cám dỗ của bạn. Mở rộng đôi mắt dễ bị những vật khác hấp dẫn, kìm chế tốt cái miệng, cái gì đều muốn nói. Tĩnh tâm làm tốt những chuyện bạn cần phải làm. Nếu như bạn cũng cảm thấy bản thân đã đến lúc cần phải cố gắng rồi. Thứ bảy, người yêu là con đường, bạn bè là những cái cây. Người yêu là con đường, bạn bè là cây cổ thụ. Đời người cần phải chọn ra con đường đúng đắn. Trên một con đường có thể có nhiều cây. Những lúc có tiền chớ lạc mất đường đi. Những lúc thiếu tiền hãy tựa đầu vào cây. Những lúc hạnh phúc đừng quên mất đường đi. Những lúc nghỉ ngơi đừng quên tưới nước cho cây. Vâng, thưa các bạn,
chuyên mục văn hóa của chúng tôi đến đây tạm dừng. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn ở những chương trình tiếp theo.